Đường đường là thừa tướng một nước lại muốn chạy trốn để hưởng thụ cuộc sống. Bùi gia xảy ra chuyện gì rồi sao? Thần không biết sao bệ hạ lại hỏi thế. Không có gì, không có gì. Thế ông dâng tấu sớ, không những muốn chậm bãi bỏ chức danh thị vệ đại thống lĩnh của Bùi Hành Xuyên, mà còn muốn chậm phê cho ông cáo lão về quê nữa. Năm đó thần cầu xin bệ hạ cho Xuyên Nhi nhà thần được nhậm chức thị vệ đại thống lĩnh, vốn dĩ là để qua mắt mà thôi. Mấy vị gia chủ thế gia này không bao giờ nói rõ ràng, suốt ngày vòng vo tam quốc. Chậm không nói đến cậu ta, chậm là nói ông. Ông nói thật cho chậm nghe, rốt cuộc Bùi gia có chuyện gì mà đang yên đang lành ông từ qua làm gì? Hồi bẩm bệ hạ, Bùi gia không làm sao cả, là thần mệt rồi. Ông mệt cái rắm. Nói đi, có phải ông có ý kiến gì với trẫm không? Bệ hạ nghĩ nhiều rồi, thần tuổi đã già, muốn cáo lão. Ông không nói thật thì trẫm không phê tấu này đâu. Thần mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, dẫn phu nhân đi du ngoạn thiên hạ. Về phần thu thiền thư tứ của Bùi gia, cũng không phải là cái gì to tát trong triều. Thần định giao lại toàn bộ cho con trai Bùi Hành Xuyên của thần. Ném cho Bùi Hành Xuyên? Bùi công, ông đang đùa với trẫm sao? Thu thiền thư tứ rộng lớn như vậy lại giao cho một tên phá gia chi tử. Thần chỉ có một đứa con trai là Xuyên Nhi, gia sản của Bùi gia sớm muộn cũng rơi vào tay nó. Bệ hạ có ý kiến gì đối với việc kế thừa huyết mạch của Bùi gia thần sao? Chuyện gia sản của Bùi gia cuối cùng sẽ thuộc về Bùi Hành Xuyên. Chậm không có ý kiến gì. Chậm chỉ cảm thấy việc liên quan đến thu thiền thư tứ rất quan trọng. Giờ Bùi công giao cho cậu ta có sớm quá không? Không bằng đợi cậu ta. Không sớm đâu ạ. Con cái phải rời xa vòng tay cha mẹ mới có thể trưởng thành. Ý lão phu đã quyết, xin bệ hạ thành toàn. Chậm, được rồi, chậm cho phép ông từ quan, cũng sẽ cách chức thống lĩnh thị vệ của cậu ta. Đợi sau khi cậu ta nắm rõ việc quản lý thu thiền thư tứ, chậm sẽ phong cho cậu ta một chức quan phụ tá của Bùi gia. Bùi công thấy thế nào? Thần cảm tạ long ân của bệ hạ. Cảm tạ cái rắm, lão già này vốn không phải đến để thương lượng với ta. Ông ta chỉ đến thông báo một tiếng mà thôi. Cút cút cút, chậm chẳng muốn nhìn thấy ông. Vâng ạ. Bùi gia vừa rời đi, Triệu Hy như hình động, giả điếc đứng nhìn hai người nói chuyện nãy giờ, liền phá tan sự im lặng. Thưa bệ hạ, người nên về ngự thư phòng làm việc rồi ạ. Chậm biết rồi, hai ngày nay nhiều tấu sớ. Người im miệng đi đã, không có lệnh của chậm, không được nói chuyện. Để chậm yên tĩnh, suy nghĩ một lát. Cứu mạng. Cha, con sai rồi, con sai rồi. Lần sau con không dám nữa, may con dám có lần sau. Cha, con sai rồi, không có lần sau. Tuyệt đối không có lần sau. Cha có thể đừng mở cổng rồi đánh như thế được không? Bị người ta nhìn thấy thì mất mặt lắm đấy ạ. Không mất mặt thì mày có nhớ được không? Hả, nói thử xem. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Quan thị lang này cũng hung dữ quá đi. Đi báo cho Lý đại nhân một tiếng, nói có thẩm nhạc của phủ tướng quân tới thăm. Xin thẩm đại nhân đợi một lát. Lão gia, thẩm tướng quân tới ạ. Thẩm tướng quân, con đứng đó làm gì? Mau mang thứ xấu hổ này ra sân sau cho ta. Con trai nghịch ngợm, đang dạy dỗ, để tướng quân chê cười rồi. Thẩm tướng quân, mời vào, người đâu? Pha trà cho tướng quân. Sao nào, tớ đã nói rồi, tìm anh huynh của cậu còn đáng tin hơn Lý Ý nhiều. Quả nhiên là cậu giỏi nhất. Không biết có chuyện gì mà tướng quân lại đột ngột đến thăm thế này. Chuyện là thế này, vì không được quân sư ốc chó bên cạnh nhắc nhở chỉ điểm, nên vị anh huynh nào đó tự mình mang chuyện. Thẩm gia muốn xây một tòa tháp cao ở ngoại thành, nói ra hết. Tướng quân có chuyện muốn nhờ, Lý Mộ cũng không thể không giúp. Chỉ là Lý Mộ có chút thắc mắc, xây dựng tòa tháp cao như thế cần rất nhiều nhân lực và vật dụng, chi phí lại rất cao. Lý đại nhân yên tâm, về chuyện này Lý đại nhân chỉ cần giúp ban bố văn thư. Về tiền vốn xây dựng, ta sẽ chi trả toàn bộ chi phí. Cô nương chi trả sao? Thẩm cô nương, cô đang đùa với ta à? Cửa hàng trang sức Kính Nguyệt Tiểu Trúc và tử lầu Chân Vị Phường đều là sản nghiệp dưới tay ta. Chẳng trách việc Đế hậu Hòa Ly vang vọng trong kinh thành trước đây trở thành công cụ quảng cáo cho việc mua mời tặng một của Chân Vị Phường. Cha ta cũng đã đi rồi. Các ngươi không thể đưa ta về phòng trước rồi hãng nói sao? Hồi bẩm thiếu gia, lão gia đã dặn để thiếu gia nằm yên trên ghế. Gia pháp vẫn còn thiếu ba gậy, đợi lão gia đánh xong mới có thể đưa cậu về phòng. Sao cơ, còn ba gậy nữa sao? Lý đại nhân vẫn còn do dự điều gì sao? Sau khi xây xong tòa tháp đó cũng được tính là sản nghiệp riêng của thẩm phủ. Trong lúc mọi người vận chuyển hàng, nếu thẩm gia thu phí về vấn đề thu thuế, Lý đại nhân hiểu lầm rồi. Sau khi xây xong tòa tháp đó không phải là sản nghiệp riêng của thẩm phủ, thẩm gia cũng không định thu bất cứ chi phí gì. Nếu không thu phí thì cô bỏ nhiều tiền như thế xây nó lên làm gì? Đương nhiên là vì mùa đông tuyết rơi dày lấp hết đường, khó khăn cho việc vận chuyển, thế nên giá rau trong thành mới tăng cao. Tòa tháp đó làm cho việc vận chuyển dễ dàng hơn, giá rau cũng sẽ giảm xuống. Nếu ta còn thu phí nữa thì mấy nhà nghèo khó trong kinh thành đến mùa đông lại phải chịu bữa no bữa đói sao? Cô nương thật sự nghĩ như vậy sao? Thẩm cô nương quả là một người rộng lượng. Nếu đã như vậy, chuyện này ta đồng ý. Văn thư sẽ được giao đến trong vòng 3 ngày. Thế thì, đa tạ thượng thư đại nhân. Đâu có đâu có, đây là việc tốt giúp nước giúp dân.
Đáng lẽ ta phải thay Bách Tính đoan chiều đa tạ Thẩm cô nương mới phải. Thẩm Ninh, cứu cứu. Giang hồ cấp cứu. Không cứu, cô không định nghe ta muốn nhờ cô giúp gì mà đã từ chối thẳng thừng như vậy ư? Tình bạn giữa chúng ta đâu rồi? Nhớ mùa hè năm đó, ta vì giúp cô mà cầm nồi sắt đi đường xa tới, sợ bị người của mình truy đuổi, còn phải trèo tường của lãnh cung đó sao? Không phải vì muốn ăn trực nên mới vác nồi tới sao? Cô nói như vậy ta cũng chịu, dù sao thì ta cũng đang gặp rắc rối, nếu cô không giúp ta, ta sẽ ở lì trong này không chịu đi. Nói đi, muốn ta giúp chuyện gì? Cái gì đây? Ông già nhà ta lần này bệnh nặng, đã từ quan rồi, lại còn bảo bệ hạ cách chức thống lĩnh thị vệ của ta, gọi ta về nhà mấy hôm giúp ông ấy quản lý thu thiền thư tứ. Mẹ ơi, đây không chỉ là sổ cái mà còn có phương thức liên lạc của các cửa hàng trên cả nước. Thứ này liên quan đến việc kinh doanh buôn bán của Đoan Triều là tài liệu cơ mật, không được cho ai biết đấy ạ. Thứ quan trọng như vậy mà huynh lại tùy tiện ném lên bàn thế à? Cha ta đưa cho ta, ta lại không hiểu, lúc đi đường huynh không làm rơi quyển nào đấy chứ? Làm sao có thể, cô mau xem thử đi, xem xong thì dạy ta cách làm với. Huynh có biết cái này là cơ mật việc kinh doanh của Bùi gia ở Đoan Triều không? Huynh bảo ta xem, không sợ sau khi đọc xong ta thuận tay cướp hết việc làm ăn của nhà huynh nhà? Nghiêm trọng đến vậy sao? Không phải chứ, làm sao cha ta có thể giao cho ta thứ quan trọng như thế được? Chẳng lẽ cha ta muốn bỏ mặc việc kinh doanh? Vừa rồi huynh nói bệnh tình của cha huynh nghiêm trọng nên đã từ quan rồi ư? Cô không cần dạy cho ta quá chi tiết đâu, có thể dạy tiểu gia ta ứng phó trận chiến lần này thôi cũng được. Đợi đến đầu xuân bệnh tình của cha ta khỏe lên, tiểu gia ta mang mấy thứ lộn xộn phiền phức này trả lại cho ông ấy là được. Chuyện này ta chỉ có thể cho huynh hai lựa chọn. Nói đi. Thứ nhất, để ta dạy huynh cũng được, nhưng con người ta không thích ứng phó, cho nên chuyện thu thiền thư tứ của Bùi gia ta sẽ nghiêm túc dạy huynh, huynh phải nghiêm túc học hành. Thứ hai, nếu huynh vẫn chưa hạ quyết tâm thì ra cửa rẽ trái đi chậm không tiễn. Thẩm Ninh, rõ ràng ta chỉ nhờ cô giúp một chuyện nhỏ là để ta nhẹ nhàng ứng phó với trận này thôi, sao nhất định phải bảo ta tới chỗ cô nghiêm túc học tập chứ? Bởi vì chỉ cần là đầu đệ đích thân ta chỉ dạy thì người đó phải là thiên tài trong việc kinh doanh. Huynh muốn ta tùy tiện dạy huynh vài chiêu để huynh tạm thời ứng phó, không phải là muốn phá vỡ nguyên tắc của ta sao? Xem ra lão gia và phu nhân nhà họ Bùi định giấu Bùi đại ca chạy trốn rồi đây. Cậu cũng nhìn ra được rồi sao? Thẩm Nhạc, giang hồ cấp cứu, làm ơn giúp ta đi. Chuyện gì? Dạo này bệnh tình của cha ta chuyển nặng, muốn bảo ta quản lý thu thiền thư tứ. Huynh biết đấy, ta trước giờ không hiểu được mấy thứ kinh doanh làm ăn đó. Hi hi, huynh có thể giúp ta quản lý thu thiền thư tứ không? Nếu đã là chuyện kinh doanh, sao cậu không tìm anh Ninh giúp đỡ? Ta tìm rồi, cô ấy không giúp ta. Thẩm Ninh cho tiểu gia ta hai lựa chọn, cô ấy bảo ta hoặc là theo cô ấy học tập nghiêm túc, hoặc là đi tìm người khác giúp đỡ. Ta muốn ứng phó tạm thời cũng không giúp ta ứng phó. Thế nên vốn dĩ cậu chỉ định tạm thời ứng phó mà thôi. Nếu không thì sao? Cả cái thu thiền thư tứ rộng lớn như vậy, với trí thông minh của ta, muốn ứng phó đã phải tìm người khác giúp đỡ. Nếu thật sự nghiêm túc học hành, không phải là muốn lấy mạng của ta sao? Thẩm Nhạc, huynh có thể giúp ta ứng phó xong hãng nói không? Không thể. Tại sao? Bùi Hành Xuyên bị người nhà họ Thẩm từ chối liên tiếp hai lần, có chút nghi ngờ nhân sinh. Nếu cậu hạ quyết tâm định nghiêm túc tiếp quản việc làm ăn của nhà cậu, sẽ có anh Ninh giúp cậu. Nhưng nếu chỉ muốn tạm thời ứng phó, vậy thì cậu vẫn nên đi tìm người khác đi. Hai huynh muội các huynh bình thường có quan hệ tốt với tiểu gia ta như thế, sao đến lúc mấu chốt lại cứng nhắc như vậy chứ? Gặp khó khăn luôn nghĩ đến việc dựa vào người khác, cuối cùng cũng chỉ dựa dẫm được một thời gian. Chỉ có dùng bản lĩnh chăm chỉ học tập mới có thể cả đời dựa vào chính mình. Nếu bệnh tình của Bùi công không tốt lên, đến mùa xuân ta và anh Ninh sẽ rời đi, thì cậu sẽ làm thế nào? Hai người muốn đi ư? Đi đâu? Vốn dĩ cậu ta cho rằng những ngày tháng náo nhiệt này sẽ kéo dài mãi mãi, chưa từng nghĩ đến việc ngày chia xa lại đến bất ngờ thế này. Năm sau ta sẽ thống lĩnh mấy vạn đại quân ở ngoại thành, trở lại biên cương trấn thủ biên giới. Về phần anh Ninh, mụ ấy định dẫn theo Từ Giao và Thẩm Chiêu đi chu du thiên hạ. Sao hai người không đi cùng nhau? Trên đời này mỗi người đều có hướng đi riêng của mình, ngay cả huynh muội ruột thịt cũng không có đạo lý phải luôn đồng hành cùng nhau. Thế hai người vẫn trở lại kinh thành chứ? Chuyện tương lai hiện tại làm sao rõ được, cảm giác không phải đi làm thật tuyệt vời. Xin Nhi, sao con lại về rồi? Con đến thăm cha. Cha, không sao không sao, hầu một lúc là ổn rồi. Con à, chuyện kinh doanh có gì khó khăn cần cha giúp con sắp xếp không? Cha à, con chỉ ghé qua xem thử bệnh tình của cha đã ổn hơn chưa thôi. Chuyện kinh doanh cứ yên tâm giao cho con là được rồi. Thế thì ta yên tâm rồi. Gặp khó khăn luôn nghĩ đến việc dựa vào người khác, cuối cùng cũng chỉ là nhất thời thôi. Chỉ có dựa vào bản lĩnh của chính mình mới có thể dựa vào cả đời mà thôi. Cha cứ giao cho tiểu gia con là được. Cha à, cha cứ yên tâm dưỡng bệnh nhé. Con đi làm việc đã. Nào nào nào, qua đây nằm bên cạnh vi phu này. Lão gia, chúng ta lừa Xuyên Nhi như vậy có phải không hay lắm không? Tôi thấy nó có vẻ không vui. Không vui là đúng rồi. Một mớ hỗn độn như vậy đổ hết lên đầu, còn phải ôm một đống sổ sách, thế mà còn vui vẻ được thì không phải là một kẻ ngốc sao? Phu nhân yên tâm đi, vạn sự khởi đầu nan, đợi đến lúc Xuyên Nhi quen với việc làm kinh doanh thêm một thời gian nữa, tự nhiên sẽ làm được thôi. Nhưng tôi vừa nghĩ đến bóng lưng cô đơn của nó liền bất an trong lòng. Thế phu nhân có muốn Xuyên Nhi tiếp quản việc kinh doanh không?
Nếu không muốn, vi phu sẽ lập tức đi nói với Xuyên Nhi. Vi phu chỉ giả bệnh thôi, để tiểu tử thối đó sống vô tư thêm vài năm nữa. Quay lại, nằm xuống. Được. Đừng nghĩ đến tiểu tử thối đó nữa. Nào nào nào, cắn hạt dưa đi. Chẳng phải chỉ là thu thiền thư tứ thôi sao? Ông già đó có thể làm dễ dàng như thế. Tiểu gia lại thông minh thế này, chỉ cần nghiêm túc một chút, liền dễ dàng làm được rồi. Cứu mạng, không hiểu gì hết. Cứ thế này sẽ chết người đấy. Miễn miễn, sao muội lại tới đây? Muội nghe mẹ nói cha bị bệnh, nên đã giao thư tứ cho anh huynh quản lý. Thế nên sang đây thăm huynh. Muội thấy sao? Nói thật, xem ra trông không ổn lắm. Hay là huynh nghỉ ngơi một lát đi. Miễn miễn, muội hiểu được mấy thứ trong này không? Đau nào quá. Muội nói xem, rốt cuộc khi nào bệnh tình của cha mới hồi phục được? Không biết. Mấy mùa đông trước cha cũng thường bị ho, nhưng chưa bao giờ thấy cha nằm liệt giường như vậy. Lần này chắc là bệnh tình trở nặng lắm rồi. Ta vì chuyện thu thiền thư tứ còn chưa cao mày cái nào. Cũng thôi đi, muội suốt ngày ở nhà đang yên đang lành, sao mặt mày lại ủ rũ thế kia? Hôm qua mẹ giao cho muội sổ sách tiêu dùng trong nhà, bài nói cha bệnh nặng, phải chăm sóc cha, không có thời gian quản lý việc trong nhà, bảo muội xem thử rồi làm là được, có gì không hiểu thì hỏi bà ấy. Anh huynh, huynh nói xem sau khi cha già, Bùi gia có bị phá sản bởi hai chúng ta không? Phui phui phui, nhà đầu chết tiệt này, nói vớ vẩn cái gì đấy, mau phì phui cái mồm đi. Bệnh tình của cha chỉ là nghiêm trọng hơn bình thường một chút, nghỉ ngơi thật tốt, sẽ đến lúc khỏe lên thôi. Bệnh tình của cha có thể khỏe lại, chuyện này là đương nhiên. Chỉ là hai ngày nay muội xem sổ sách trong nhà, mới so sánh một chút, đột nhiên phát hiện ra, so với mấy người đồng trang lứa, hình như hai chúng ta rất vô dụng. Ta nói này, miễn miễn, sao muội luôn so sánh với người khác thế hả? Về việc tiếp quản gia đình, anh huynh của muội vốn dĩ không biết, là bởi vì ta vốn dĩ không nghiêm túc học hành. Nói như thế huynh nghiêm túc học hành thì nhất định sẽ làm được vậy. Cái này phải đợi sau khi nghiêm túc học hành xong mới biết được.